Kính thưa cộng đoàn, khi mà Chúa gọi Andre và Phêrô thì Chúa đưa ra một cái lời hứa hẹn: tôi sẽ làm cho các anh trở thành người lưới người như lưới cá. Tôi sẽ làm cho các anh. Một lời hứa hẹn xem ra có vẻ rất là chắc chắn. Và quả thật, khi nhìn lại lịch sử cuộc đời của Andre và của Phêrô thì đúng là các ngài lưới người như lưới cá. Các ngài sau khi Chúa Giêsu về trời đã đi đến những nơi mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy các ngài tới. Thánh Andre mà chúng ta mừng lễ hôm nay đi rao giảng tin mừng ở vùng Biển Đen và Hy Lạp. Mặc dù cái kết cục của ngài cũng chẳng khác gì Chúa Giêsu thầy của ngài, cũng chẳng khác gì các môn đệ khác, đó là bị người ta xua đuổi, bị người ta hành hạ và giết chết. Thế nhưng cái thành quả mà ngài mang lại thì lại rất là tuyệt vời. Biết bao nhiêu người được nghe tin mừng nước Thiên Chúa, biết bao nhiêu người nhờ đó mà trở lại tin vào Đức Giêsu Kitô. Các ngài đã lưới người ta như lưới cá ở biển hồ Tiberia vậy. Chính Chúa biến đổi Andre, Phêrô, các tông đồ và những nhà truyền giáo khác. Thế nhưng nếu như chúng ta chỉ nói đến việc Chúa biến đổi không thôi mà không nói đến sự cộng tác của con người chúng ta thì đó là một sự thiếu sót. Bởi vì Chúa mời gọi chúng ta, thế nhưng mà Chúa không hề áp đặt con người chúng ta. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa là bởi vì chúng ta có tự do. Chúng ta có tự do chọn lựa làm điều này hay không làm điều này. Chúng ta có tự do chọn lựa đi theo Chúa hay là bỏ Chúa. Andre cũng như thế. Trước khi mà Chúa Giêsu gọi Andre và Phêrô ở biển hồ Tiberia thì theo tin mừng Gioan chương 1, Andre đã ở với Chúa Giêsu rồi. Lúc mà Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan và Gioan tẩy giả giới thiệu các môn đệ của mình, trong đó có Andre: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Thì Andre và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quay lại hỏi hai ông: các anh tìm cái gì đấy? Và Andre giao Gioan đến ở với Chúa Giêsu ngày hôm ấy. Sau đó thì Andre về nhà gặp em của mình là Simon Phêrô và nói với Simon Phêrô rằng: tôi đã gặp đấng Messiah. Và Andre dẫn Simon Phêrô đến với Chúa Giêsu. Sau đó hai người lại trở về nhà và tiếp tục công việc đánh cá ở biển hồ Bethsaida cùng với cha, với gia đình. Và tin mừng Matthew mà hôm nay chúng ta nghe trình thuật lại cái phần kế tiếp. Chúa Giêsu đi ngang qua biển hồ, thấy hai ngài đang thả lưới bắt cá thì gọi và nói rằng: tôi sẽ làm cho các anh thành những người lưới người như lưới cá. Không phải lúc đó Chúa mới gọi Andre và Phêrô mà Chúa đã gặp họ trước đó rồi. Nhưng cái điều mà tôi muốn nói với cộng đoàn đó là tiếng đáp trả của Andre. Thứ nhất, Andre đã đáp trả lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Khi mà Gioan Tẩy Giả giới thiệu như thế thì Gioan đi theo, Andre đi theo lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả. Khi mà Andre nhận ra Chúa Giêsu là đấng Messiah, đấng cứu độ trần gian, thì Andre đã có một cái ấn tượng rất là tốt lành về con người mang tên Giêsu này. Để rồi khi mà Chúa Giêsu gọi Andre thì như Kinh Thánh nói, các ngài bỏ tất cả. Matthew dùng một cái từ rất là hay: lập tức.
Lập tức tức là không phải phải chần chừ gì cả, không phải suy nghĩ, không phải đắn đo gì cả. Lập tức quyết định bỏ lại tất cả để đi theo Thầy Giê-xu. Hành trình của Andre cũng là hành trình của mỗi người chúng ta. Chúa luôn muốn và muốn dùng chúng ta như những khí cụ. Đấy, nhưng mà Chúa không có ép chúng ta. Nếu mà Chúa ép chúng ta thì những gì chúng ta làm lại không phải xuất phát từ sự tự do. Cho nên Thánh Augustino có một cái câu rất là trứ danh: Chúa dựng nên con người, Chúa không phải hỏi. Đấy, nhưng mà khi mời gọi họ vào thiên đàng thì Chúa phải hỏi xem họ có gật đầu không. Mà quả đúng là như vậy. Chúa không hỏi khi dựng nên chúng ta đâu. Đấy, nhưng mà để chúng ta đến với Chúa thì chúng ta phải gật đầu, Chúa mới làm được. Cũng như vậy, khi chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng thì chúng ta cũng phải gật đầu để Chúa hành động. Và để làm được như vậy thì trước nhất chúng ta phải là những con người cầu nguyện. Andre và Simon cũng như Gioan đã ở với Chúa Giêsu. Ở với Chúa Giêsu trong cái nhìn của chúng ta, những người có đức tin, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta ở với Chúa. Thế còn với những nhà chiêm niệm thì cầu nguyện hay chiêm niệm là ở trong Chúa. Mình đây chỉ mới ở với Chúa thôi. Cầu nguyện qua các thánh lễ, cầu nguyện qua chúng ta đọc kinh chung với nhau, cầu nguyện qua việc chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cá nhân của mình. Chúa Giêsu luôn không ngừng nói với chúng ta rằng hãy cầu nguyện và cầu nguyện luôn. Thế cho nên khi mà chúng ta có một cái ý thức về việc cầu nguyện hay việc thờ phượng một cách xuất phát từ tự do và lòng yêu mến Chúa, chúng ta đang bắt đầu bước trên bậc số 1 như Thánh Andre vậy, ở với Chúa Giêsu. Andre không chỉ ở với Chúa Giêsu một ngày hôm đấy mà còn ở với Chúa Giêsu suốt hành trình trên dưới 3 năm, biết nhiều thứ lắm. Sau khi mà ở với Chúa rồi thì phải học ở nơi Chúa nữa. Ở mà không học được cái gì thì ở cũng như không vậy. Khi mà Chúa Giêsu lên trời, Thánh Thần được ban xuống thì những kiến thức mà Andre học được, bây giờ Andre mang ra để loan báo cho những người mà các ngài gặp gỡ. Và khi ở với Chúa, khi học với Chúa và chấp nhận lời Chúa sai đi thì Andre trở nên chứng nhân. Ngày hôm nay chúng ta không có đi truyền giáo, hoặc giả như có ai đó được mời gọi đi truyền giáo thì đó cũng chỉ là số ít thôi. Thế còn đa phần chúng ta thì được mời gọi để trở nên muối, nên men giữa cuộc đời này. Không phải là đi đây đi đó mới gọi là trở nên chứng nhân, mà trong chính cuộc sống của chúng ta, nơi gia đình, nơi xóm làng, nơi chỗ mà chúng ta đến, chúng ta sống một cách đàng hoàng, một cách tử tế. Chúng ta nói những cái lời gây đoàn kết và khích lệ. Chúng ta khiến cho người ta thắc mắc về đời sống của mình. Đó là chúng ta đang làm chứng cho tin mừng phục sinh. Mỗi khi chúng ta mừng lễ các thánh tông đồ, chúng ta lại được mời gọi nhìn lên các ngài để chiêm ngắm, để noi gương và để cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là tự hào về một vị thánh mà chúng ta bắt chước, nhưng còn nhờ lời truyền cầu của các ngài mà chúng ta cũng một cách nào đó sống cho ra hồn. Ít ra thì cũng sống xứng đáng là một người công giáo tương đối tốt. Nói tốt thì hơi khó, nhưng mà tương đối tốt thì chúng ta có thể làm được. Thánh Andre đã đáp lại lời của Chúa Giêsu, đã ra đi, đã trở nên chứng nhân một cách kiên cường. Chúng ta cũng hãy bắt chước các ngài. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cách riêng cho xóm mừng lễ hôm nay, để mỗi người, mỗi gia đình trong xóm
luôn nhìn lên vị Thánh Quan Thầy mà xóm đã tin nhận. Để không chỉ tự hào đó là vị Thánh Quan Thầy gọi là cả của cả, thế nhưng mà còn trở nên những chứng nhân cho Chúa trong gia đình, nơi chợ búa và tất cả những nơi mà chúng ta hiện diện, bằng những lời nói, bằng những việc làm, bằng những cử chỉ hết sức bác ái và đầy niềm tin của chúng ta. Chúa gì được như vậy.